Xin chào quý vị và các bạn. Bước sang những ngày cuối của tháng 3 dương lịch, Bắc Bộ vẫn ở trong trạng thái mưa lạnh, Trung Bộ thì giảm mưa nhanh về diện và lượng. Còn phía Nam, nắng và nóng vẫn bao trùm nhiều tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ. Cụ thể, các tỉnh miền Bắc chịu tác động của hình thế gây mưa trên cao và khối khí lạnh suy yếu tầng thấp, nên trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Lượng mưa khá tập trung ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ vì thế ở mức thấp, ngày đêm phổ biến dưới 24 độ, trời lạnh. Cùng với đà suy yếu của không khí lạnh, cả miền Trung chỉ còn mưa vài nơi. Vùng mây nhiều cũng thu hẹp lại, chỉ còn xảy ra ở khu vực Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ trong ngày đều tăng thêm từ 1 đến 2 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 25 cho đến 28 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao từ 28 cho đến 30 độ. Trong khi ở khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, mức nhiệt cao nhất ngày sẽ là 31 cho đến 33 độ do trời nắng nhiều. Còn ở Nam Bộ và Tây Nguyên, khối không khí ổn định có xu hướng yếu dần và rút chậm ra ngoài. Vì thế, cường độ nắng ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng giảm nhẹ. Tại Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất trong trưa chiều nay dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Nóng vẫn xảy ra cục bộ ở khu vực Ayunpa, Cát Tiên. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, tại các tỉnh miền Đông vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao từ 35 cho đến 36 độ. Với các tỉnh miền Tây, nhiệt độ cận nóng là 33 cho đến 35 độ. Trên biển, các vùng biển nước ta vẫn duy trì tình trạng thời tiết tốt. Ở khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió chuyển hướng đông bắc đến đông, giảm ở mức còn cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa và nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió hướng đông bắc cường độ cấp 4. Các vùng biển này mưa ít, tầm nhìn xa trên 10 km. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 29 tháng 3 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.